Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa các quý thầy cô, kính thưa các quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp. Trong chương trình hội nghị thường niên Hội Hô hấp Việt Nam ngày hôm nay, tôi xin được đến với các quý vị đại biểu và các bạn đồng nghiệp chủ đề chẩn đoán và điều trị bệnh sarcoidosis. Như các quý vị đại biểu và các bạn đã biết, sarcoidosis là một bệnh lý toàn thân, các biểu hiện lâm sàng rất là phong phú, đa dạng, về điều trị cũng rất là phức tạp và kéo dài. Đây là một lĩnh vực rất là rộng, vì vậy trong thời lượng 30 phút của chương trình ngày hôm nay, tôi xin được đến với các quý vị đại biểu và các bạn những vấn đề cơ bản nhất của bệnh sarcoidosis. Phần trình bày của tôi gồm có 4 phần, thứ nhất là đại cương, thứ hai là chẩn đoán, thứ ba là điều trị và phần thứ tư là phần kết luận. Bệnh sarcoidosis là một bệnh viêm hạp, tổn thương ở nhiều cơ quan, nguyên nhân của bệnh này thì không rõ ràng, bệnh có thể gặp ở tất cả các chủng tộc trên thế giới, hay gặp ở người trẻ tuổi. Nhưng trong những năm gần đây, người ta thấy bệnh nhân được phát hiện sarcoidosis lại có lứa tuổi cao hơn, tức là khoảng trên 40 tuổi. Bệnh này không có tiêu chuẩn chẩn đoán chắc chắn. Chẩn đoán dựa vào 3 tiêu chí chính, đó là biểu hiện lâm sàng, mô bệnh học và loại trừ các nguyên nhân khác của bệnh lý u hạch. Các cơ quan của bệnh sarcoidosis hay gặp đó là ở phổi, da hoặc là các hạch bạch huyết. Các cơ quan ít gặp hơn đó là mắt, gan, tim, não và các cơ quan nào cũng có thể bị bệnh. Các dấu hiệu và triệu chứng của bệnh thì phụ thuộc vào cơ quan bị bệnh. Bệnh có thể tự khỏi, không cần điều trị. Một số trường hợp thì phát tiến triển kéo dài và nặng. Một số các triệu chứng được cải thiện khi được điều trị các thuốc chống viêm và corticoid. Nguy cơ tử vong của bệnh là từ 1 đến 7% tùy từng nơi và khả năng tái phát là dưới 5%. Tỷ lệ mắc của bệnh sarcoidosis là khoảng từ 50 đến 160 người trên 100.000 dân. Và tỷ lệ mắc khác nhau giữa các khu vực địa lý, bệnh có tính chất gia đình và chủng tộc. Người ta thấy là những người da đen thì thường bị bệnh nhiều hơn người da trắng gấp 3 đến 4 lần và người da đen mắc bệnh sarcoidosis cũng nặng hơn là bệnh người da trắng. Để chẩn đoán bệnh sarcoidosis, người ta sẽ dựa vào các triệu chứng lâm sàng cũng như là các xét nghiệm cận lâm sàng. Người ta chia cái đối tượng bệnh nhân sarcoidosis thành hai đối tượng, thứ nhất là thanh thiếu niên và trẻ em. Đối với các đối tượng thanh thiếu niên người lớn thì tuổi mắc bệnh là từ 20 đến 60 tuổi. Ở những người da đen thì tuổi khởi phát thường sớm hơn người da trắng là khoảng 10 tuổi. Và 50% các trường hợp được phát hiện tình cờ khi chụp X quang phổi và bệnh thường có biểu hiện ở phổi, chỉ có khoảng 30% các trường hợp sarcoidosis là có biểu hiện ở ngoài lồng ngực. Các tổn thương ở phổi hay gặp nhất đó là tổn thương mô kẽ lan tỏa. Các biểu hiện khác ít gặp hơn đó là tràn khí màng phổi, dày dính màng phổi, tràn dịch màng phổi hay là tăng áp động mạch phổi. Các triệu chứng thường gặp trong sarcoidosis đó là ho, khó thở và đau ngực. Các triệu chứng toàn thân là mệt mỏi, khó chịu, sốt, sụt cân. Đặc biệt là những người lớn tuổi, ở trên 70 tuổi thì người ta thấy các triệu chứng toàn thân lại là những cái dấu hiệu nổi trội. Và khi khám một bệnh nhân sarcoidosis, chúng ta cần phải khám toàn diện. Chúng ta khám da, khám mắt, khám tim mạch, khám cơ xương khớp. Về các triệu chứng lâm sàng của sarcoidosis thì thấy là thường là nghèo nàn. Có thể chúng ta thấy là bệnh nhân không có triệu chứng, khi chúng ta nghe phổi không có triệu chứng gì cả, ngay khi đã có bệnh nhân đã có tổn thương phổi rồi. Một số trường hợp, những trường hợp mà hạch trong trung thất nó to thì chúng ta có thể thấy bệnh nhân thở khò khè hoặc là nghe thấy tiếng van ngáy. Bệnh nhân có thể có móng tay khum trong những trường hợp mà sarcoidosis mà có sơ phổi tiến triển. Còn với đối tượng là trẻ em thì sarcoidosis ít khi có triệu chứng. Cũng như là ở người lớn thì trẻ em gốc Phi thì bị tổn thương ở nhiều tạng hơn so với lại trẻ em da trắng và bệnh cũng thường nặng hơn, có biểu hiện của hạch to rồi tăng globulin và tăng canxi máu. Ở những trẻ em mà lứa tuổi từ 8 đến 15 tuổi thì mắc bệnh ở các cơ quan giống như ở người lớn. Đối với trẻ em thì triệu chứng thì hay gặp ở da như là phát ban hay là viêm khớp, viêm màng bồ đào, thường là những cái biểu hiện ở phổi không rõ. Người ta thấy là có khoảng 90% các trường hợp sarcoidosis là có biểu hiện ngoài phổi và có khoảng 30% các trường hợp này là có cả các biểu hiện ngoài phổi. Các vị trí sarcoidosis ngoài phổi phổ biến nhất đó là da, mắt, hệ thống liên kết, cơ xương khớp, các tuyến ngoại tiết như là tuyến nước bọt, tuyến nước mắt, tim, thận và hệ thống thần kinh trung ương. Chỉ có 8% là chỉ có biểu hiện ngoài phổi, không có biểu hiện ở trong phổi. Và trong các trường hợp mà chỉ có biểu hiện ngoài phổi đơn độc thì da là vị trí hay gặp nhất, 50%. Biểu hiện ở ngoài phổi thì tùy thuộc vào giới tính, tuổi và dân tộc. Người ta thấy ở phụ nữ thì tổn thương ở mắt hoặc là ở da nhiều hơn, còn đối với nam giới thì lại tổn thương ở tim nhiều hơn.
Đây là một cái nghiên cứu về chủng tộc cũng như về giới tính cũng như về tuổi của các biểu hiện của sarcoidosis ngoài ngoài phổi, thì người ta thấy là người châu Phi thì là có các biểu hiện nhiều hơn là người da trắng. Ở nữ giới thì có các biểu hiện nhiều các triệu chứng lâm sàng và các cơ quan nhiều hơn là ở nam giới, và những người người trẻ bệnh nhân mà lứa tuổi dưới tuổi trẻ dưới 40 tuổi thì biểu hiện nhiều hơn là ở những người trên 40 tuổi. Những cái cơ quan mà sarcoidosis ngoài phổi hay gặp, thứ nhất là da, người ta thấy gặp ở 25% các bệnh nhân bị sarcoidosis và thường là biểu hiện sớm. Các dạng tổn thương phổ biến thường thấy các tổn thương da đó là những cái nốt sẩn thường hay gặp ở vị trí đầu mặt cổ. Cái tổn thương tiếp theo đó là tổn thương dạng nốt thì hay gặp ở mặt, ở thân hoặc là mặt duỗi của cánh tay và chân, có thể là bị ở mũi thì nó có cái hình ảnh như là mũi tê giác. Tổn thương dạng giáp thì hay gặp trong các trường hợp mà sarcoidosis mãn tính, và các giáp này thường xuất hiện ở vai, cánh tay, lưng và mông. Rồi là các hồng ban nút thì hay gặp ở mặt trước của chi dưới. Bệnh sarcoidosis ở dưới da thì khác với cái hồng ban nút, thì những cái tổn thương này là những cái nốt mà không đau, mềm và thường ở chi trên. Cơ quan tiếp theo hay gặp đó là ở mắt, thì người ta thấy biểu hiện triệu chứng lâm sàng là khoảng 5%, nhưng mà khi khám kỹ thì người ta thấy mắt lác là 25% các trường hợp, hay gặp ở phụ nữ và quần thể người Mỹ gốc Phi và ở Nhật Bản. Những cái tổn thương sarcoidosis ở mắt hay gặp đó là ở nhãn cầu, ở kết mạc, ở tuyến lệ và các cơ ngoại nhãn. Các tổn thương ở mắt đó là viêm màng bồ đào, viêm kết mạc, u hạt ở các phần phụ của mắt như là mí mắt hoặc là kết mạc. Các triệu chứng của mắt đó là khô mắt, mờ mắt, sợ ánh sáng, đau mắt và mắt đỏ. Và các bệnh nhân sarcoidosis mặc dù không có triệu chứng của mắt nhưng cũng cần khám chuyên khoa mắt để phát hiện những cái tổn thương tiềm tàng mà bệnh nhân không cảm thấy được. Cái biểu hiện sarcoidosis khác ngoài phổi đó là sarcoidosis ở đường hô hấp trên, có thể mắc sarcoidosis của thanh quản ở hầu họng, ở mũi hoặc là xoang. Và người ta thấy là sarcoidosis ở thanh quản hay gặp ở cái tình trạng là viêm thanh quản trên, ít gặp ở viêm thanh quản dưới, và các triệu chứng của nó đó là khó nuốt, khó thở, ho và khàn tiếng. Và bệnh sarcoidosis ở mũi xoang thì ở mũi là gặp khoảng 1%, với các triệu chứng là tắc mũi, nghẹt mũi, mất ngửi, chảy máu cam và polyp mũi. Cái cơ quan tiếp theo của sarcoidosis ngoài phổi đó là sarcoidosis của tim, thì những cái trường hợp sarcoidosis của tim có thể là lành tính hoặc là có thể nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, gây đột tử, thường là do các rối loạn nhịp tim. Sarcoidosis ở tim có thể biểu hiện ở dạng khối ở tim, có rối loạn nhịp tim, có suy tim, rối loạn chức năng van tim, nhồi máu cơ tim, bệnh màng ngoài tim hoặc là tăng áp động mạch phổi. Về biểu hiện lâm sàng thì có thể là bệnh nhân không có triệu chứng, nhưng bệnh nhân cũng có thể có các triệu chứng bất thường như là có tình trạng đánh trống ngực, ngất, chóng mặt hoặc là đau ngực. Hiện tâm đồ bất thường và các triệu chứng của tim là những yếu tố dự báo chẩn đoán sarcoidosis của tim. Và người ta thấy là những cái trường hợp mà không có bất thường trên điện tim hay là bệnh nhân không có triệu chứng ấy, thì thường là không có sarcoidosis của tim. Với những cái trường hợp mà chúng ta nghi ngờ sarcoidosis ở tim thì chúng ta cần phải làm các xét nghiệm để theo dõi, để chẩn đoán, đó là điện tim, MRI tim, siêu âm tim và Holter điện tim. Các cơ quan tiếp theo đó là hệ thống bạch huyết, gan và lách. Người ta thấy là về hạch thì hạch ngoại vi gặp ở 40% các trường hợp sarcoidosis, hạch rốn phổi, kẹn khí quản, hạch trung thất gặp tới 90% và 30% bệnh nhân có hạch trong ổ bụng. Về gan thì cũng thường là không có triệu chứng, nhưng người ta thấy có 20% có gan to ở trên siêu âm hoặc là trên chụp cắt lớp vi tính ổ bụng. Có các bệnh nhân có xét nghiệm chức năng gan bất thường hoặc là có gan to, một số ít thì phát triển thành bệnh gan tiến triển. Và theo khuyến cáo của ATS thì các bệnh nhân sarcoidosis chúng ta nên xét nghiệm phốt pho ta da kiềm để phát hiện những cái trường hợp có tổn thương ở gan. Và những cái trường hợp mà gan to ở trong bệnh sarcoidosis thì thường là nhu mô gan vẫn đồng nhất, ít khi có nốt. Và khi người ta sinh thiết tử thi ở những bệnh nhân sarcoidosis có gan to hoặc không có gan to thì người ta thấy tỷ lệ u hạt là tới 50 tới 65%. Cơ quan tiếp theo đó là lách, thì đại lách thì người ta thấy là gặp trên lâm sàng là 6%. Tuy nhiên trên chụp CT ổ bụng thì người ta thấy lách to là trên 15%, và cũng một tử thi các trường hợp bị sarcoidosis thì người ta thấy là tìm thấy có các u hạt ở lách là tới 50% các trường hợp. Và các trường hợp cường lách thì có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu, giãn bạch cầu và giãn tiểu cầu.
Bên cạnh các triệu chứng lâm sàng thì các triệu chứng cận lâm sàng cũng rất quan trọng, đóng góp cho quá trình chẩn đoán bệnh sarcoidosis, trong đó X quang phổi và các phương pháp chẩn đoán hình ảnh là những cái phương pháp rất là đóng vai trò rất quan trọng trong chẩn đoán cũng như là theo dõi điều trị cho bệnh nhân sarcoidosis. Thế thì chụp X quang phổi thì người ta thấy là 90% các bệnh nhân sarcoidosis là có tổn thương ở trên phim X quang. Trên phim X quang thì người ta thấy những hình ảnh gì? Thứ nhất là hạch to rốn phổi cả hai bên và đối xứng. Và có thể là hạch ở bên rốn phổi bên phải có thể to hơn ở rốn phổi bên trái một chút, và ít gặp các trường hợp nào hạch một bên, chỉ có khoảng 5%, dưới 5%. Về tổn thương nhu mô phổi thì rất đa dạng, có thể là bình thường, có thể là có tổn thương dạng nốt, dạng lưới nốt, dạng kính mờ, dạng đông đặc hoặc là có kén khí. Và những cái tổn thương phổi ở sarcoidosis hay gặp ở vùng cao của phổi giống như là ở bệnh lao. Và những cái tổn thương ít gặp đó là gì? Đó là những cái tổn thương dạng khối và hạch to giống như là ung thư di căn, hoặc là những cái tổn thương vôi hóa hoặc là tràn dịch màng phổi thì rất là ít gặp. Và dựa vào X quang người ta chia tiến triển của bệnh sarcoidosis thành 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất đó là chỉ có hạch to rốn phổi hai bên và thường đi kèm với lại hạch to cạnh khí quản. 50% các trường hợp hạch to rốn phổi hai bên là biểu hiện đầu tiên của bệnh sarcoidosis. Và rất là may mắn, 75% các trường hợp này thì tự thoái triển sau 1 đến 3 năm, chỉ có khoảng 10% là hạch to mãn tính tồn tại trong 10 năm hoặc là nhiều hơn. Giai đoạn thứ hai của bệnh đó là ngoài hạch rốn phổi thì bắt đầu có tổn thương nhu mô phổi. Các tổn thương trên nhu mô phổi thường gặp đó là dạng lưới nốt. Những phát hiện này thì gặp ở khoảng 25% các trường hợp mà đến khám ban đầu. Tuy nhiên là chỉ có 2 phần 3 các trường hợp tuy nhiên là 2 phần 3 các trường hợp là sẽ tự hết, chỉ có khoảng 1 phần 3 các trường hợp ở giai đoạn 2 này là tiến triển nặng lên hoặc là ít thay đổi theo thời gian. Ở các bệnh nhân mà ở giai đoạn 2 thì có các triệu chứng về hô hấp từ nhẹ đến trung bình. Những cái triệu chứng hay gặp của các bệnh nhân này đó là ho, khó thở, sốt hoặc là mệt mỏi. Ở giai đoạn 3 của bệnh sarcoidosis thì lúc này thì không còn tổn thương hạch nữa mà chỉ có tổn thương ở nhu mô. Chúng ta thấy là có hình ảnh cái tổn thương phổi kẽ, và cũng như cái phần trước tôi đã trình bày, đấy là các tổn thương phổi kẽ này hay gặp ở phần trên của phổi. Chuyển sang giai đoạn 4 thì đặc trưng bởi tình trạng xơ hóa, các biểu hiện tổn thương dạng lưới có hoặc là có kèm theo xơ hóa kén, cũng phân bố chủ yếu ở vùng trên của phổi và có thể thấy hình ảnh đám mờ kết hợp với giãn phế quản co kéo, có thể có hình ảnh vôi hóa và tạo hang. Cái phương pháp chẩn đoán hình ảnh thứ hai đó là chụp cắt lớp vi tính lồng ngực lớp mỏng độ phân giải cao. Thế thì tất cả các trường hợp mà có bất thường trên phim X quang phổi chúng ta sẽ tiến hành chụp cắt lớp ngực cho bệnh nhân. Và đối với các bệnh nhân nghi ngờ sarcoidosis chúng ta thấy có những cái hình ảnh sau. Thứ nhất là những cái tổn thương hạch to ở rốn phổi và trung thất, có dày thành bó mạch phế quản cũng như là dày thành phế quản, có các nốt dọc theo các phế quản mạch máu và vùng dưới màng phổi, có tổn thương kính mờ, có hình khối trong nhu mô, nốt đông đặc, đôi khi có hang, có thể có tổn thương dạng giải kén khí, có tình trạng xơ hóa gây co kéo làm biến dạng cấu trúc phổi và giãn phế quản. Cái kỹ thuật tiếp theo đó là chụp PET-CT. PET-CT chúng ta biết đây là kỹ thuật hay sử dụng để đánh giá giai đoạn của ung thư. Vậy thì nó có giá trị gì không trong sarcoidosis? Thì người ta thấy chụp PET-CT nó có giá trị là phát hiện ra được những cái tổn thương sarcoidosis kín đáo ở các cơ quan nông, mà chúng ta có thể dựa vào đấy để chúng ta có thể sinh thiết một cách dễ dàng, đơn giản hơn so với việc là chúng ta sử dụng các phương pháp lấy bệnh phẩm ở trong lồng ngực. Ngoài ra thì chụp PET-CT còn có tác dụng là đánh giá bệnh sarcoidosis ở tim. Kỹ thuật tiếp theo đó là chụp MRI. MRI thì chủ yếu là để đánh giá sarcoidosis ngoài phổi như là sarcoidosis của tim hay là của thần kinh. Cái xét nghiệm tiếp theo trong chẩn đoán sarcoidosis đó là mô bệnh học. Thế thì chúng ta biết là ở trong sarcoidosis tổn thương mô bệnh học đó là tổn thương viêm hạt mà không có sinh thiết. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn những vị trí nào để chúng ta sinh thiết cho bệnh nhân? Và với nguyên tắc đó là chúng ta chọn những cái vị trí dễ tiếp cận nhất, như là những cái tổn thương ở hạch, ở tuyến mang tai, ở mắt, ở da, ở các nốt dưới da. Thế nhưng mà chúng ta cũng lưu ý là những cái nốt hồng ban nút ấy thì khi mà chúng ta sinh thiết thì nó ít ý nghĩa, vì dù là bệnh nhân bị sarcoidosis nó chỉ có tổn thương viêm mạch nói chung thôi, chứ nó không điển hình của cái tổn thương viêm hạch. Khi mà chúng ta không tìm được những cái vị trí dễ tiếp cận nông ở dưới da
Thì chúng ta sẽ chọn những cái vị trí tiếp theo, đó là những cái hạch ở trong lồng ngực hoặc là nhu mô phổi. Những cái từng trường hợp mà có tổn thương nhu mô phổi nhưng mà không có hạch trung thất mà chúng ta bắt buộc phải lấy tổn thương ở phổi, vậy thì chúng ta sẽ dùng phương pháp nào? Chúng ta có thể sinh thiết xuyên bách phế quản hay là sinh thiết phổi mở. Thế chúng ta sử dụng phương pháp nào sẽ tùy thuộc vào cái mức độ nghi ngờ bệnh sarcoidosis. Nếu chúng ta nghi ngờ bệnh nhân này là bị sarcoidosis cao thì chúng ta sẽ chỉ cần sinh thiết xuyên bách là đủ. Nhưng với các trường hợp chúng ta không khẳng định được lắm mà chúng ta nghi ngờ với các bệnh lý khác thì chúng ta nên sinh thiết phổi mở, vì những cái bệnh lý khác thì đòi hỏi là phải có bệnh phẩm lớn. Còn đối với các trường hợp mà chúng ta cần sinh thiết hạch trung thất thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp nội soi trung thất hoặc là nội soi lồng ngực. Về cái đặc điểm mô bệnh học của bệnh sarcoidosis, như tôi đã nói với các quý vị đồng nghiệp từ đầu đến giờ, đó là hình thái đặc trưng của sarcoidosis là u hạt không hoại tử, và các u hạt này thường thấy ở vách phế nang, thành phế quản, dọc theo động mạch phổi và tĩnh mạch phổi. Về các thành phần của u hạt thì có tế bào biểu mô, bạch cầu đơn nhân, bạch cầu lanh phô, đại thực bào, nguyên bào sợi, tế bào khổng lồ đa nhân, và hầu hết các u hạt sarcoidosis thì nó sẽ dần dần biến mất. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy một phần nhỏ những cái u hạt này nó có thể có những cái hoại tử nhỏ fibrinoid ở trung tâm, nhưng nếu mà tổ chức hoại tử này là lớn thì chúng ta cần phải xác định chẩn đoán phân biệt với lại các bệnh khác như là bệnh lao hoặc là u hạt sarcoid mà hoại tử. Trong bệnh sarcoidosis có thể gặp một số những cái bất thường khác trên xét nghiệm, đó là bệnh nhân có thể có thiếu máu, có giảm bạch cầu, tăng bạch cầu uracil và giảm tiểu cầu, nhưng mà những trường hợp này thì rất là hiếm. Có thể tăng CRP nhẹ, có tăng phosphatase ta kiềm trong những trường hợp mà có u hạt lan tỏa ở gan, hoặc là tăng gamma globulin máu. Còn về chức năng hô hấp ở các bệnh nhân sarcoidosis, vì chúng ta biết là sarcoidosis thì ảnh hưởng nhiều nhất là đến phổi, và người ta thấy là có khoảng 20% bệnh nhân sarcoidosis giai đoạn 1 có bất thường ở chức năng hô hấp, có 40 đến 70% ở giai đoạn thứ 2 đến giai đoạn 4. Và các bất thường trên chức năng hô hấp có thể gặp đó là gì? Đó là bệnh phổi hạn chế, vì chúng ta biết là trên bệnh sarcoidosis thường là tổn thương phổi kẽ, có giảm DLCO, có thể có tắc nghẽn đường thở nếu mà hạch to nó chèn ép vào đường thở. Test đi bộ 6 phút thì giảm phần lớn ở các bệnh nhân và tương quan với lại mức độ tổn thương phổi. Và người ta thấy test đi bộ 6 phút này đánh giá tổng thể hơn đo chức năng hô hấp, vì nó còn đánh giá cả tổn thương cơ cũng như là ảnh hưởng của tim mạch. Khi máu động mạch thì có thể bình thường hoặc là rối loạn tùy theo mức độ tổn thương ở phổi. Trong các xét nghiệm quan trọng trong sarcoidosis đó là nội soi phế quản. Nội soi phế quản, rửa phế quản phế nang và sinh thiết niêm mạc phế quản. Sinh thiết xuyên vách phế quản là những cái phương pháp truyền thống để chẩn đoán sarcoidosis. Người ta thấy là với cái dịch rửa phế quản phế nang, bộ ba tiêu chuẩn, thứ nhất là tỷ lệ tế bào CD4 trên CD8 trên 4, lymphocyte trên 16%, sinh thiết xuyên vách phế quản có u hạt không hoại tử thì có thể chẩn đoán 100% đấy là bị sarcoidosis. Ngoài ra thì rửa phế quản phế nang còn giúp chúng ta loại trừ các bệnh lý nhiễm trùng, bệnh lý ác tính. Với các trường hợp mà có tế bào CD4 trên CD8 dưới 1 thì có thể dự đoán âm tính là 100%. Các trường hợp mà dịch rửa phế quản phế nang có bạch cầu trung tính trên 2% hoặc là bạch cầu ái toan trên 1% thì chúng ta cũng không nghĩ tới sarcoid. Qua nội soi phế quản, chúng ta có thể tìm được các tổn thương trong lòng phế quản, đó là những cái mảng thâm nhiễm đỏ, nốt hoặc là u hạt. Và người ta thấy là ở giai đoạn 1 thì có tổn thương ở trong lòng phế quản là khoảng 40%, ở giai đoạn 2 hoặc giai đoạn 3 là khoảng 70%. Và khi chúng ta làm nội soi phế quản, sinh thiết niêm mạc phế quản thì chúng ta nên sinh thiết nhiều mảnh, khoảng từ 4 đến 6 mảnh. Tốt nhất là chúng ta sinh thiết vào vị trí tổn thương. Nếu không có tổn thương thì chúng ta sẽ sinh thiết ở các cửa phế quản thế hệ thứ nhất, thì cửa phế quản thứ nhất và thứ hai. Và người ta thấy rằng sinh thiết niêm mạc phế quản kết hợp với lại sinh thiết xuyên vách phế quản làm tăng hiệu quả chẩn đoán. Sinh thiết xuyên vách phế quản có hiệu quả chẩn đoán đối với sarcoidosis là từ 50 đến 75%, chọc hút xuyên thành phế quản dưới hướng dẫn của xương và tổ chức hạch trung thất hiệu quả đạt được 80 tới 90%. Để chẩn đoán xác định sarcoidosis thì không có xét nghiệm chẩn đoán xác định 100% cho bệnh này, mà chẩn đoán sarcoidosis vẫn dựa vào ba yếu tố, đó là biểu hiện lâm sàng X quang, chẩn đoán loại trừ các bệnh có biểu hiện tương tự và mô bệnh học là u hoạt không hoại tử. Và nếu mà bệnh nhân càng có nhiều cơ quan tổn thương thì cái khả năng chẩn đoán dương tính càng cao. Các trường hợp mà ở giai đoạn 1 thì không cần sinh thiết nên theo dõi, còn với các trường hợp mà chúng ta nghi ngờ các chẩn đoán khác thì chúng ta nên sinh thiết cho bệnh nhân. Những trường hợp nào mà chúng ta
có thể chẩn đoán xác định mà không cần sinh thiết, đó là hội chứng Loflare khi Lofgren, xin lỗi các bạn, đó là hội chứng Lofgren. Đó là những cái trường hợp mà bệnh nhân có hồng ban nút, có hạch rốn phổi hai bên, bệnh nhân đau nhiều khớp di chuyển và sốt, hoặc là hội chứng Herford, tức là bệnh nhân có phì đại tuyến nước bọt, có liệt dây thần kinh mạch, có viêm màng bồ đào trước, có hạch rốn phổi hai bên mà không có triệu chứng. Còn các trường hợp còn lại thì chúng ta cần phải loại trừ các trường hợp khác, các nguyên nhân khác bằng sinh thiết để có mô bệnh học để chẩn đoán. Chúng ta cũng biết là bệnh để chẩn đoán sarcoidosis là chẩn đoán loại trừ và nhiều trường hợp rất là khó khi bệnh nhân không có biểu hiện ở ngoài phổi mà chỉ có biểu hiện ở trong phổi thôi, rồi là những cái trường hợp mà không có hạch ở rốn phổi, hoặc là những trường hợp mà có HIV, hay là những bệnh nhân có tiền sử tiếp xúc với các tác nhân môi trường hoặc là nghề nghiệp, nó cũng có thể gây nên u hạch. Vậy thì chúng ta rất là khó trong việc chẩn đoán những bệnh đó. Và trong sarcoidosis chúng ta cần phải loại trừ chẩn đoán phân biệt với các bệnh gì, thứ nhất là lao, lao hoặc là lao không điển hình thì chúng ta cần phải loại trừ vì hai cái hướng điều trị khác hẳn nhau. Nếu chúng ta chẩn đoán nhầm từ lao sang sarcoidosis thì chúng ta điều trị lao cho bệnh nhân sarcoidosis thì chúng ta thấy là bệnh sarcoidosis có thể tự khỏi nhưng chúng ta điều trị lao thì còn đỡ. Nhưng nếu chúng ta mà lại nhầm từ sarcoidosis sang lao, tức là chúng ta điều trị nhầm từ lao sang sarcoidosis, thế và chúng ta lại điều trị thuốc ức chế miễn dịch, như vậy thì là sẽ kích hoạt cho cái lao nó phát triển rất là mạnh mẽ và có thể dẫn đến lao toàn thể và bệnh nhân sẽ rất là nặng, và chúng ta đã có những cái bài học trên lâm sàng rồi. Những cái trường hợp tiếp theo chúng ta phải loại trừ đó là nấm, rồi là viêm phổi quá mẫn, bệnh bụi phổi, rồi phản ứng giống sarcoidosis do thuốc, một số thuốc nó có những cái phản ứng giống như là sarcoidosis, và những cái trường hợp như thế này thì nó sẽ có xu hướng cải thiện khi ngừng tác nhân gây bệnh. Tất cả các bệnh này nó đều có những tổn thương u hạch giống như là sarcoidosis. Rồi các bệnh lý khác như là rối loạn mô bào phổi, như là bệnh mô bào lăng kết hang, hay là u hạch dị vật, các bệnh viêm mạch, các bệnh u hạch phế quản, hay là hội chứng viêm tái cấu trúc miễn dịch, hay là phản ứng giống sarcoidosis trong một số bệnh lý ác tính như là ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư hạch. Thế sau phần tiếp theo của nội dung này đó là điều trị. Thế thì hầu hết các bệnh nhân sarcoidosis phổi thì không cần điều trị vì là bệnh có tỷ lệ cao không có triệu chứng, không tái phát, bệnh tự thuyên giảm, và chỉ có một số trường hợp nhất định là chúng ta mới phải điều trị mà thôi. Và liệu pháp ban đầu đối với sarcoidosis chính là corticoid. Vậy thì chúng ta chỉ định điều trị cho những trường hợp nào? Thứ nhất là bệnh sarcoidosis ở phổi, các trường hợp mà có các triệu chứng như là ho, khó thở, đau ngực, mệt mỏi, ho máu, những cái trường hợp mà có chức năng phổi suy giảm thì chúng ta theo dõi định kỳ, hoặc là những trường hợp mà có tiến triển trên phim, tổn thương kẽ nặng lên, phát triển các hang, tiến triển sơ, và người ta thấy là hiếm khi bệnh nhân đến với bác sĩ ngay từ đầu được điều trị vì không đủ tiêu chuẩn, mà thường là sau một thời gian theo dõi chúng ta thấy là bệnh của bệnh nhân tiến triển nặng lên thì bắt đầu điều trị cho bệnh nhân. Còn đối với những bệnh sarcoidosis ngoài phổi thì chỉ định trong những trường hợp nào? Người ta dựa vào số tạng bị ảnh hưởng và mức độ nặng của các tạng đấy, và chúng ta lưu ý là những cái trường hợp mà sarcoidosis ở phổi không đủ nặng nhưng mà khi có những cái tổn thương phối hợp ngoài phổi mà nguy hiểm thì chúng ta cần phải điều trị sớm. Đó là những cái trường hợp mà có biểu hiện ở mắt, ở thần kinh, ở cơ tim, hoặc là tăng canxi huyết thì chúng ta phải điều trị sớm để hạn chế những cái biến chứng. Hoặc là có những trường hợp mà bệnh nhân rất là khó chịu, mệt mỏi, suy nhược, đau khớp thì cũng nên điều trị sớm cho bệnh nhân. Thế thì corticoid là thuốc đầu tay để điều trị bệnh sarcoidosis. Thế thì liều điều trị corticoid với sarcoidosis là bao nhiêu? Thì hiện tại thì chưa có cái khuyến cáo đồng thuận nhất cho tất cả các trường hợp. Nhưng người ta khuyên là chúng ta nên dùng cái liều mức độ trung bình là từ 20 đến 40 mg một ngày, tùy vào mức độ nặng, và thời gian tấn công là từ 4 đến 6 tuần. Và đánh giá sau 4 đến 6 tuần, nếu mà tiến triển tốt thì chúng ta chuyển sang điều trị duy trì, nếu mà chưa tốt thì chúng ta sẽ theo dõi tiếp, điều trị tiếp trong 4 đến 6 tuần tiếp theo. Và chúng ta lưu ý là gì? Là corticoid điều trị sarcoidosis thì phải duy trì ít nhất 3 đến 6 tháng, trung bình là chúng ta điều trị 1 năm, có những trường hợp phải điều trị lâu dài hoặc điều trị suốt đời. Và trong khi điều trị corticoid nó có thể tái phát. Vậy thì người ta thấy có khoảng 1 phần 3 các trường hợp là có thể tái phát khi điều trị corticoid, và với những trường hợp này chúng ta có thể tăng liều duy trì lên 10 đến 20 mg trong khoảng 2 đến 4 tháng, sau đó đánh giá tiếp.
Và nhiều khi đánh giá hiệu quả của corticoid rất là khó khăn vì là bệnh nhân tự thuyên giảm, chúng ta cũng không biết được đấy là do thuốc hay là do bệnh tự diễn biến, rồi là do diễn biến lâm sàng lành tính. Và cái việc sử dụng sớm corticoid toàn thân có thể làm tăng khả năng tái phát bệnh, cho nên chúng ta hết sức lưu ý khi quyết định là điều trị cho bệnh nhân. Và người ta thấy là corticoid đường hít thì có hiệu quả hay không thì cái này thì kết quả chưa rõ ràng. Những thuốc tiếp theo đó là thuốc điều trị ức chế miễn dịch. Điều trị ức chế miễn dịch khi nào? Khi mà bệnh vẫn tiến triển mặc dù đã điều trị corticoid, hoặc là bệnh nhân không dung nạp được với corticoid, hay là bệnh nhân phải dùng corticoid liều cao kéo dài không hạ được liều, và bệnh nhân từ chối sử dụng corticoid. Các thuốc ức chế miễn dịch có tác dụng với phổi đó là methotrexate, azathioprine, lenalidomide hoặc là mycophenolamide. Và nếu mà những cái thuốc hàng hai này mà không có hiệu quả thì người ta sẽ sử dụng sang thuốc hàng ba, đó là những cái thuốc ức chế hoại tử u alpha. Thế thì methotrexate là những cái thuốc hàng hai thì có tác dụng ức chế miễn dịch, được sử dụng nhất cho sarcoidosis ở tại phổi, và người ta thấy hiệu quả đáp ứng là từ 40 đến 60%. Thuốc tiếp theo là azathioprine, thì thuốc này thì thường là không dùng đơn độc mà thường phối hợp với corticoid. Thuốc tiếp theo nữa là lenalidomide, thì là cũng là một thuốc chống chuyển hóa giống như là methotrexate nhưng ít độc hơn trên đường tiêu hóa. Mycophenolate thì điều trị ở nhiều các loại bệnh phổi kẽ liên quan đến bệnh thấp khớp, nhưng mà vai trò của thuốc này đối với sarcoidosis thì còn chưa rõ ràng, và người ta thấy khuyên là có thể kết hợp hai trong các thuốc hàng hai này với nhau để tăng hiệu quả điều trị. Cái nhóm thuốc thứ ba đấy là thuốc đối kháng yếu tố hoại tử u alpha, thì đó là ivolizumab và adalimumab. Và người ta thấy là cái việc mà nếu mà chúng ta sử dụng một loại thuốc mà không hiệu quả thì có nên kết hợp với các thuốc hay không, thì hiện tại cái hiệu quả khi kết hợp thuốc đối kháng yếu tố hoại tử u với các nhóm khác thì chưa rõ ràng, nhưng mà chúng ta có thể tham khảo phối hợp thuốc ức chế TNF-alpha liều thấp với corticoid hoặc là với methotrexate liều thấp, nhưng hết sức lưu ý những tác dụng phụ của thuốc, đặc biệt là cái tác dụng phụ nhiễm trùng. Một số thuốc khác có thể để sử dụng đó là cyclophosphamide hay là một số các kháng thể đơn dòng khác. Cái chỉ định tiếp theo trong điều trị bệnh sarcoidosis đó là ghép phổi. Chỉ định trong những trường hợp mà có tổn thương phổi trên phim là giai đoạn 4, những trường hợp mà có phải thở oxy bổ sung hoặc là chức năng hô hấp rất là kém. Người ta thấy là ghép phổi hai bên thì sống lâu hơn một bên. Đối với các bệnh nhân có u nấm hoặc giãn phế quản nặng thì nên ghép phổi hai bên và cần phải khảo sát sarcoidosis ngoài phổi trước phẫu thuật để loại trừ các nguy cơ tai biến. Xem xét ghép cả tim cả phổi nếu như bệnh nhân có cả sarcoidosis của tim. Có thể có tình trạng tái phát sarcoidosis nhưng mà thường là nhẹ và hết sau khi chúng ta ghép phổi. Về tiên lượng của bệnh sarcoidosis thì tự tự thuyên giảm là khoảng từ 60 đến 80% ở giai đoạn 1, 50 đến 60% ở giai đoạn 2 và dưới 30% ở giai đoạn 3. Tỷ lệ tử vong do sarcoidosis là khoảng 1 đến 7%. Nguyên nhân tử vong thường là do sơ phổi tiến triển, chảy máu hoặc là do rối loạn nhịp tim. Đó là cái bài trình bày của tôi về bệnh sarcoidosis. Và trước khi kết thúc bài này, tôi xin đi đến một số kết luận như sau. Đó là sarcoidosis là một bệnh đa cơ quan không rõ nguyên nhân, đặc trưng bởi các u hạt không hoại tử, tỷ lệ mắc thấp, tuổi khởi phát trẻ và có hơn 50% được phát hiện tình cờ. Các triệu chứng của bệnh là ho, khó thở, đau ngực và các biểu hiện ở ngoài phổi như là các biểu hiện ở mắt, ở da. Khi chúng ta khám một bệnh như sarcoidosis, chúng ta cần phải khám toàn diện, chẩn đoán hình ảnh và nội soi phế quản đóng vai trò quan trọng trong chẩn đoán sarcoidosis, và đa số các trường hợp mà chúng ta cần phải sinh thiết để chẩn đoán. Về chẩn đoán sarcoidosis là chẩn đoán loại trừ. Về tiến triển điều trị thì đa số là bệnh tự khỏi, chỉ có 10% diễn biến nặng cần điều trị. Thuốc điều trị sarcoidosis là corticoid và thuốc ức chế miễn dịch. Phần trình bày của tôi về bệnh chẩn đoán và điều trị bệnh sarcoidosis của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của chủ tọa đoàn, của các quý vị đại biểu và các quý đồng nghiệp.